Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với chuỗi video luyện nói tiếng Anh cho những bạn mất gốc của IDZone tiếng Anh giao tiếp thực tế. Trong video ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục học những từ vựng liên quan đến giao thông và cách sử dụng những cụm từ đó nhé. Hôm nay chúng ta sẽ học những cụm từ sau. Trong tiếng Anh, để chỉ chung các loại phương tiện giao thông, xe cộ nói chung, chúng ta có từ vehicle. Từ này có hai cách đọc, các bạn có thể đọc là vehicle hoặc là vehicle. Road vehicles include cars, buses, and trucks. He is the driver of this vehicle. Bây giờ chúng ta sẽ ôn lại những loại xe cơ bản mà các bạn đã biết trong tiếng Anh nhé. Thứ nhất là xe đạp, chúng ta phát âm là bicycle. Bicycle. Ngoài ra chúng ta có thể dùng chữ bike với âm k ở cuối cũng là xe đạp. Bike. Khi chúng ta điều khiển những phương tiện mà nó không có động cơ thì chúng ta sẽ sử dụng động từ ride. Ride có nghĩa là đi xe đạp này hoặc là cưỡi một cái con gì đấy. I usually go to work by bike. I like riding my bike around this lake. Khi các bạn cưỡi ngựa thì các bạn gọi là ride a horse. Ride a horse. Các bạn cưỡi lạc đà thì các bạn sẽ dùng là ride a camel. Ride a camel. Còn trong những bộ phim hoạt hình ấy, có những cái cảnh mà cưỡi rồng thì chúng ta gọi là ride a dragon. Ride a dragon. Xe ô tô thì chúng ta biết rồi, đó là car. Xe taxi là taxi và xe buýt là bus. Chúng ta sử dụng động từ drive để điều khiển những phương tiện có động cơ. Drive. Drive với âm v ở cuối nhé. Driver là tài xế, là người lái xe ô tô, xe buýt. Khi các bạn muốn bắt xe buýt hoặc taxi thì chúng ta sử dụng hai động từ take hoặc là catch. Take a bus, take a taxi. Cái chữ take có âm k ở cuối, nó nối với chữ thì các bạn đọc luôn là take. Take a bus, take a taxi. Và tương tự chữ catch có âm chờ cuối, các bạn nối luôn với chữ nhé, thành catch a bus hoặc là catch a taxi. I want to take a taxi to get there. How much does it cost? Bus có nghĩa là xe buýt, là xe đón theo chặng, có điểm dừng. Một số trường học ngày nay thì có xe đón học sinh, gọi là school bus. Ở sân bay, xe chở các bạn từ chỗ mà các bạn ngồi đợi ra trụ máy bay thì cũng gọi là airport bus. Đối với xe khách đường dài thì chúng ta gọi là coach. Coach với âm chờ cuối. Coach thì thực ra nó cũng giống như xe buýt thôi, nhưng mà nó sẽ được trang bị đẹp hơn, hiện đại hơn và nó sẽ đi cái chặng nó dài hơn. Nên chúng ta gọi xe khách nói chung gọi là coach. Tuy nhiên cũng có một số người nước ngoài thì họ vẫn gọi xe khách là bus. Chúng ta có xe giường nằm là sleeper coach hoặc là sleeper bus. Xe kiểu 16 chỗ thì các bạn sẽ gọi là van. Còn xe tải to thì chúng ta gọi là truck. Truck với âm k cuối, truck. Xe chở rác thì chúng ta gọi là recycling truck. Recycling truck. Recycle là động từ tái chế mà. Những cái loại xe mà container bản chất nó là xe tải, nó là truck, nhưng nó có cái phần phía sau gọi là cái phần container, thì cái container đấy chúng ta gọi là container. Cái chữ contain là cái động từ chứa đựng, thì cái container là cái phần, cái thùng đấy, nó để chứa và đựng cái gì đấy. Và các bạn sẽ phát âm là container. Thi thoảng đi trên đường thì chúng ta sẽ nghe tiếng còi của xe cứu thương, và trong tiếng Anh xe cứu thương được gọi là ambulance. Gọi xe cứu thương đi thì chúng ta sẽ nói là call an ambulance. Còn dịch vụ cấp cứu, dịch vụ xe cứu thương của các bệnh viện thì chúng ta gọi là the ambulance service. Xe ga nói chung thì chúng ta gọi là scooter. Scooter. Xe máy hay là xe phân khối lớn thì chúng ta có hai từ là motorcycle hoặc là motorbike. Xe đạp điện các bạn gọi là electric bike. Electric bike. Xe chở bê tông chúng ta sẽ có từ là cement mixer truck. Bản chất cái xe chở bê tông nó chính là xe tải thì gọi là truck. Nhưng nó có cái phần cement mixer, tức là cái phần trộn bê tông ở phía sau. Mix nó có nghĩa là trộn mà, còn cement có nghĩa là xi măng. Máy bay được gọi là airplane. Airplane. Còn trực thăng chúng ta phát âm là helicopter. Helicopter. Còn khinh khí cầu thì được gọi là hot air balloon. Hot air balloon. Bây giờ chúng ta sẽ học tiếp cái từ vỉa hè trong tiếng Anh nhé. Trong tiếng Anh có hai từ nói về vỉa hè, đó là chữ pavement là Anh và sidewalk là Anh Mỹ. Pavement, âm T ở cuối,
và sidewalk là âm ca cuối sidewalk. A pavement cafe là một quán cà phê ở ngay vỉa hè. Don't ride your bike on the pavement. Còn những người đi bộ trên vỉa hè thì chúng ta có một danh từ để chỉ riêng cho những người đi bộ trên vỉa hè, được gọi là pedestrian. Pedestrian. Bến xe ở trong tiếng Anh chúng ta có cái chữ station. Station là bến, là trạm. Bus station hoặc là coach station. Còn bus stop nó chỉ là cái bến xe buýt, một cái chỗ để các bạn ngồi đợi xe buýt thôi. Train station là nhà ga hoặc là railway station. Train station, railway station. Sân bay thì chúng ta không thể dùng station, mà nó còn to hơn nữa thì chúng ta gọi là airport. Ở Hà Nội chúng ta có Nội Bài airport. Có hai từ để nói về xăng ở trong tiếng Anh là petrol là Anh và gas là Anh Mỹ hoặc là gasoline. Vậy trong Anh Mỹ có hai từ để nói về xăng là gas và gasoline. Còn Anh nó là petrol. Vậy thì cái trạm xăng thì các bạn có thể nói là gas station hoặc là petrol station. Thế còn khi mà chúng ta hết xăng ấy thì chúng ta lại dùng cụm động từ là to run out of gas hoặc to run out of petrol. Run out of là hết cái gì đó. Run out of. My motorbike runs out of gas. Còn khi mà các bạn đi đổ xăng ấy thì chúng ta sử dụng động từ fuel. Fuel nó có nghĩa là tiếp nhiên liệu mà. Tức là mình đi đổ xăng. Ví dụ, I need to fuel my bike. Khi chúng ta lên xe, xuống xe, chúng ta sẽ dùng những động từ gì? Với những loại xe to như là xe khách, xe buýt, máy bay, tàu, chúng ta có hai động từ là get on và get off. Còn đối với những cái loại xe nhỏ ấy, xe 4 chỗ, 7 chỗ, thì chúng ta sẽ dùng cái động từ chỉ cái hành động là ra và vào, đó là get in và get out. Get in và get out. Đối với xe máy thì chúng ta cũng dùng là get on, lên xe và get off, xuống xe. Cái phanh ở trong tiếng Anh ấy thì chúng ta dùng cái từ brake với âm ca cuối, brake. To put on the brakes hoặc là to slam on the brakes là phanh xe lại. Ngoài ra chúng ta có thể dùng động từ luôn là brake là phanh. I braked my bike to avoid a cat. Remember to brake at the bend. Khi các bạn đi đâu để đón ai đó, chúng ta có động từ là pick up. Pick up someone. I have to pick up kids from school. Can you pick up me at 5 p.m.? Ngã tư trong tiếng Anh là crossroads. 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 Với âm Z ở cuối. At the next crossroads, turn right. Turn right at the next crossroads. Cái crossroads có nghĩa là ngã tư. Còn cái chỗ mà giao nhau của nhiều đường ấy thì các bạn lại dùng là intersection. Ví dụ như là cái chỗ mà ngã 6 Ô Chợ Dừa ấy, cái chỗ mà đoạn giao Tôn Đức Thắng với lại Khâm Thiên, Đê La Thành rồi là Xã Đàn, thì đấy là một cái intersection. It's a busy intersection. Còn vòng xuyến thì chúng ta lại dùng cái danh từ là roundabout. Roundabout. Chỗ mà các xe sẽ phải đi vòng tròn trước khi rẽ vào một cái đường nào đó. Khi các bạn muốn băng qua đường thì chúng ta có động từ là cross the street. Cross có nghĩa là băng qua mà. Cross the street. Vậy là trong cái video ngày hôm nay thì chúng ta đã học được rất nhiều những cái danh từ về các cái trạm xe, bến xe, các loại xe mà các bạn thấy trên đường và những cụm động từ rất là hay như là hết xăng hay là phanh xe. Các bạn hãy ghi ra những cái từ này vào một quyển sổ và cố gắng phản xạ từ cái tiếng Việt sang tiếng Anh thật nhanh nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Thank you for watching and see you in next video. Bye bye!